Những bí mật thú vị về rượu Champagne chắc chắn bạn chưa từng biết đến. Phần 2. Tiếp nối phần 1, chúng ta sẽ đến với phần 2. 3. Có bao nhiêu bọt khí trong một chai Champagne? Khoảng 49 triệu bong bóng có thể được tìm thấy trong một chai Champagne 750ml được bảo quản ở 20 độ C. Nhưng ai là người khẳng định điều đó? Và đặc biệt là người này đã đi đến kết luận như thế nào? Tất nhiên hoàn toàn không phải đếm bằng mắt thường đâu nhé. Bill Lambeck, một nhà khoa học lỗi lạc, đã xác định thể tích CO2 có trong một chai 750ml và chia con số đó cho thể tích của bong bóng thông thường. Anh ấy đã đưa ra kết luận rằng một chai Champagne với size tiêu chuẩn có chứa số lượng bọt khí tương đương số lượng cư dân ở Hàn Quốc. Thật bất ngờ phải không nào? 4. Tắm với Champagne. Người ta kể rằng trong giây phút hưng phấn, Marilyn Monroe đã sử dụng Champagne làm ngập bồn tắm của mình. Phải mất khoảng 350 chai Champagne tiêu chuẩn để lấp đầy bồn tắm của cô ấy. Tuy nhiên, nếu bồn tắm sang trọng này được đổ đầy những chai Magnum chứa 1,5 lít rượu Champagne, thì cần phải đổ hết 175 chai mà thôi. 5. Tốc độ của nút chai khi bật ra. Bạn có biết tốc độ nút chai có thể đạt được trong quá trình mở một chai Champagne không? Nó có thể đạt 40 km/h, tốc độ trung bình của một con hổ đó. Bên cạnh đó, tốc độ này được điều khiển bởi áp suất chứa trong chai. Áp suất này cao gấp 2-3 lần so với lốp ô tô, khoảng 6-3 đối với chai Champagne so với 2-3-3 đối với lốp xe. Vậy nên đừng dại dột cao hứng đứng gần khi mở chai như anh chàng này nhé. Follow và thả tim cho Daily Wire Việt Nam để đón nhận những chia sẻ bổ ích về rượu vang nhé.